Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn là chiếc Honda SH1 mới nhất. Đây gọi là màu 2023 đấy các bạn ạ. Và ở giữa tháng 11 này thì Honda mới cho ra mắt cái màu mới này. Thật ra mà nói các bạn ạ, thì cái phiên bản 2023 này nó cũng không có cái gì thay đổi về mặt khung gầm thân vỏ động cơ đâu, mà nó chỉ thêm có mỗi một màu này thôi, là cái màu xanh này các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, cái màu xanh này thì là cái kiểu dạng nó sáng hơn cái màu xanh cũ ấy. Cái màu xanh cũ bọn mình gọi là màu xanh tím than hay gọi là màu xanh cừu long ấy. Đây, cái hình ảnh cũ này nó sẽ như thế này. Và đây là chiếc SH1 phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn nhé. Đó, phiên bản tiêu chuẩn. Cái phiên bản cao cấp ấy thì nó cũng có màu này các bạn ạ. Thì hôm nào nó về cái phiên bản cao cấp ấy thì mình sẽ quay cho các bạn. Thì nó có thêm một cái phiên bản nữa, nó thêm vào thôi các bạn, là cái phiên bản thể thao. Thực ra thì trước thì nó là cái màu xám xi măng của cái phiên bản cao cấp đấy, nhưng mà tự dưng mình chả hiểu sao nó lại tách ra làm 2023 này, lại tách ra là cái phiên bản thể thao. Thì lúc nào cái xe đấy về thì mình lại quay chi tiết cho các bạn. Ở cái phiên bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ thêm một cái màu nữa là màu trắng đấy các bạn ạ. Thì màu trắng nó cũng chưa về, cái xe này nó mới về thôi. Thì chỉ có một cái điểm chú ý là cái màu của nó thay đổi thôi, còn lại về mặt tất cả các mặt về động cơ, thân vỏ, khung gầm thì mình cũng chia sẻ là nó đều y xì như vậy. Thì mình sẽ quay qua cho các bạn xem cái phiên bản này nhé. Như mình vừa chia sẻ thì là cái phiên bản này thì nó cũng chẳng có cái gì thay đổi cả, ngoài cái việc màu sắc thôi. Về cho nên là về mặt cái công nghệ đèn, hệ thống đèn của nó các bạn nhìn này, vẫn được trang bị đèn LED nhá. Các bạn nhìn thấy không? Đó, đèn LED hai tầng rất là đẹp này. Và ở đây sẽ có dải đèn trang trí ở đây. Xi nhan sẽ nằm hai bên nhà các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Đó. Đấy, thì chắc chắn là các bạn biết rồi, xe Honda thì từ năm 2020 là không tắt được đèn rồi, cứ mở lên là đèn sáng thôi. Đấy. Đặc trưng của thằng SH1 ấy thì phần phía trước của nó thì lúc nào cũng được trang bị rất là nhiều cái điểm chrome này. Các bạn nhìn thấy viền đèn của nó cũng là chrome nhá. Mặt nạ cũng có điểm chrome nhá. Xuống phần dưới này. Đấy, thì là hết chrome. Đi bà mày con, đi bà mày tao lấy mày. Đây, nó cũng có những cái viền chrome xung quanh này, nhưng mà nó ở chìm ở bên trong phần đèn các bạn ạ. Đây, mình sẽ quay các bạn, công nhận cái màu này nhìn nó sáng và nó lạ mắt, nó đẹp, đẹp thật đấy các bạn. Đây, thì đằng trước của nó, hệ thống vành của nó và giảm sóc thì đều sơn màu nhũ bạc. Phanh trước chắc chắn là phanh thủy lực rồi. Phanh thủy lực 3 piston, hệ thống của nó thì của phiên bản tiêu chuẩn này là hệ thống phanh CBS nhé các bạn nhé. Chưa được ABS, mình sẽ quay sang phần bên trái này cho các bạn xem. Đây, phần bên trái nó cũng như thế thôi. Cái cánh yếm màu nó sẽ là cánh yếm trơ nhảy, không có tét. Và ở bên trái này thì sẽ có một cái cốp nhỏ đây, các bạn sẽ mở ra nha. Đấy, kéo ra để mở ra. Đây, ở trong này các bạn có thể đựng những vật dụng nhỏ, và trong này nó sẽ có một cái cổng sạc nhé. Đây, nó vẫn có cổng sạc. Thì tất cả mọi thứ nó đều y xì như phiên bản 2022 thôi. Mình chủ yếu là mình quay cho các bạn xem chi tiết hơn về cái màu sắc cũng như là những cái công nghệ nó vẫn trang bị y xì như thế. Phần sàn để chân này, các bạn nhìn này, nó sẽ là phần nhựa thô. Đây sẽ là chỗ lắp ắc quy, thì mình vừa tháo ra để mình lắp ắc quy, mình mở đèn cho các bạn xem. Chứ còn xe mới thì nó chưa có xăng nên là mình không nổ được. Đây là chân chống nghiêng và chắc chắn là có công tắc rồi. Tức là sao? Tức là khi các bạn phải gạt lên như này thì các bạn mới nổ máy đi được, thì nó khá là an toàn. Đây là để chân sau. Đấy, nó trông có một kiểu dạng màu sáng sáng nhũ bạc này. Phần yếm phía sau thì nó cũng trang bị chrome rất nhiều. Có một cái dải chrome vuốt từ phần dưới cốp này lên trên này. Đấy. Cái tem của nó thì sẽ là chữ SH1 mà nổi nha, tem nổi màu bạc dán lên đây. Đây, chrome ở phía sau này cũng rất là nhiều, từ cái phần dưới tay dắt này đến phần đèn hậu phía sau. Đấy. Phần động cơ của nó thì tất nhiên là động cơ 125 phân khối EB cộng rồi. Cho bạn nào chưa biết thì động cơ EB cộng này, động cơ thế hệ mới của Honda từ rất là lâu rồi. Động cơ thế hệ mới của Honda từ rất là lâu rồi. Mày bị điên à? Động cơ mới này các bạn có thể hiểu nôm na là nó được gấp đôi lên, tức là động cơ bình thường chỉ có 2 van thôi, nhưng thằng EB cộng này là 4 van. Honda nó quảng cáo là được tối ưu hơn với cái khả năng tăng tốc vượt trội rồi tiết kiệm nhiên liệu, và quảng cáo quá trời luôn các bạn ạ. À, với cái động cơ 125 phân khối này thì theo cái lý thuyết ấy, cái nhãn năng lượng mà thằng Honda nó chia sẻ, nó dán ở đây thì là 2,16 lít trên 100 km các bạn ạ. Đây chỉ là lý thuyết thôi các bạn ạ. Còn các bạn đi thực tế thì các bạn đèo rồi có tải trọng rồi các bạn đi đường tăng giảm ga thì mình nghĩ là kiểu gì nó cũng sẽ an toàn hơn. Phần phía sau thì chỉ có một giảm sóc thôi. Một giảm sóc và lò xo của nó cũng là một lò xo bạc. Đấy, kiểu dạng sơn màu nhũ bạc ấy, màu sáng sáng như này. Đấy, còn phanh sau thì rất tiếc là vẫn là hệ thống phanh tăng trống, tức là phanh cơ các bạn ạ. Đây, phanh cơ, phanh tăng trống này các bạn này. Và phần bưởng côn hay là phần vành sau thì vẫn là sơn màu nhũ bạc, cả tay dắt nữa các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn cái phiên bản tiêu chuẩn này nó thế. Đây là phần đèn hậu phía sau. Mình sẽ mở đèn lên cho các bạn xem. Đây là phần đèn hậu này, đây là xi nhan này. Ở dưới này sẽ có cái đèn soi biển ở đây. Đấy, ban ngày thì có thể các bạn nhìn nó sẽ không rõ lắm. Đây là chỗ lắp hai biển và đây là cái phản quang. Đây, thì cái đèn này là đèn hậu, còn khi các bạn bóp phanh. Đây các bạn nhìn mình. Đấy, thì nó sẽ sáng thêm một cái đèn nữa thì là gọi là đèn phanh để người phía sau biết là chúng ta đang giảm tốc độ đấy. Đây, mình sẽ lùi lại để các bạn xem cái phần đuôi nó kiểu dạng như này. Quay ngoài trời thì được cái là ánh sáng nó đầy đủ ấy, nhưng mà nó khá là ồn nên các bạn thông cảm nhé. Mình quay sang phần bên phải cho các bạn xem thì cái bên này nó trống ấy, bởi vì là nó chỉ có một giảm sóc thôi nên là cái phần bên này nó trống. Còn đây cái vành sau của nó.
Cái Oppo này của nó sẽ là phần nhựa thô, thì nó sẽ có một cái phần màu đen này và một phần bạc này, nó sơn lên kiểu dạng nó pha trộn với nhau cho nó đẹp. Còn đây là két nước của nó, chắc chắn là mát bằng dung dịch rồi. Đây là chỗ đổ dầu nhé các bạn nhé. Đây là để chân này, thấy nó không khác gì còn tem. Và các cái chi tiết chrome bên này thì nó cũng không có cái gì khác cả. Còn phần chỗ phần yếm nhựa này nó sẽ vuốt xuống dưới này một chút nhé các bạn nhé. Nó sẽ vuốt xuống dưới gầm một chút này. Còn phần sàn để chân này nó vẫn là nhựa thô. Cái yếm bên phải này cũng thế nhé các bạn nhé. Còn đây là ở đây thì nó sẽ có thêm một cái móc treo đồ này. Các bạn muốn treo đồ các bạn ấn vào đây nó bật ra nha. Thì các bạn có thể treo đồ vào đây. Thì cái tải trọng nó có thể chịu được là 1,5 kg nhé. Tức là cân rưỡi thôi. Hệ thống khóa của nó thì tất nhiên là vẫn là trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key rồi. Đây mình sẽ lấy khóa ra cho các bạn xem nhé. Được cái khóa của thằng SH này nó rất là đẹp nhé. Mình rất thích luôn. Các bạn nhìn này. Thì cái khóa của nó thì vẫn là một chùm chìa khóa như này. Và những cái video hướng dẫn sử dụng khóa này thì mình đã làm rồi nhé. Bạn nào quan tâm thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả. Các bạn xem cái chìa khóa của nó này, đẹp không? Đằng mặt sau nó có cái kính như kiểu trông như kiểu tráng gương ấy. Nhưng mà đây là xe mới nên mình chưa bóc cái lớp giấy bảo vệ ra. Thì nó sẽ có hai nút và ba chức năng. Nút dưới là phím mình chìa khóa để chúng ta mở khóa này, các bạn nhìn này. Ấn vào khóa này. Còi kêu lên đèn ổ khóa sáng nhé. Mình cực kỳ thích những cái xe nó có cái đèn này, đẹp lắm. Tối buổi tối đẹp lắm các bạn ạ. À. Cả lúc các bạn bấm tìm xe thì nó cũng sẽ sáng nhé. Tí nữa mình bấm cho. Đấy thì về hệ thống công tắc đèn ấy, các thứ ấy, công tắc trên này và mặt đồng hồ điện tử này thì nó vẫn như thế nhé. Mình mở cho các bạn xem này. Đấy, nó cũng có cái màn hình LCD ở dưới này để hiển thị những cái chức năng như thời gian này, đo quãng đường này, hay là các cái có thể chỉnh được cả độ sáng màn hình nhá. Nhưng cái màn hình nó bé quá, mình rất tiếc là cái phiên bản 2023 này nó không làm cho to lên. Đấy, còn những xung quanh là những cái đèn, còn đây là đồng hồ chronomet. Đây là các công tắc này, pha, cốt này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là còi, đây là xi nhan. Đây là công tắc của công nghệ dừng xe tắt máy. Đấy, còn chắc chắn là các bạn biết rồi, không có công tắc tắt đèn. Đây là nút đè. Đấy, bóp phanh thì mới đè được. Chúng ta cũng có thể mở cốp ở đây luôn bằng cách là ấn vào phím này là cốp nó bật ra. Đây, để mình quay cho bạn xem nhé. Chưa thấy hở tí có cái vỏ túi bóng yên này, xe mới nên là chưa bỏ ra. Cái vỏ yên của nó thì cũng là màu đen thuần đen thôi. Đấy, có cái chỉ theo chỉ trắng. Đây mình mở ra các bạn xem. Cốp của nó thì chỉ là một nửa cốp này thôi nhé, một nửa cốp này thôi. Nhưng mà cũng khá là rộng để đủ để các bạn đựng thoải mái. Đây, trong này còn cái gương nữa nên là mình chưa lắp. Chúng ta sẽ đổ xăng của thằng S21 này là ở phía sau này các bạn ạ. Tức là phải mở yên ra thì mới đổ xăng được. Và thể tích bình xăng ấy, của thằng này ấy, là 5,6 lít. Đây cái tay sắt của nó đây. Tay sắt này của nó thì bằng kim loại nhé các bạn nhá. Rất là chắc chắn. Mình thích những cái tay sắt làm bằng kim loại hơn. Còn thằng S5 thì nó lại là bằng nhựa cơ. Mình lại không khoái lắm. Quay trở lại nốt cái câu chuyện về khóa này nhá. Thì khi mà các bạn tắt rồi nhá. Đây vừa lấy mở cốp tắt về đây rồi. Thì các bạn ở đây nó sẽ có thêm một cái chức năng nữa là chức năng biểu tượng hình cái loa này các bạn thấy không? Đó là chức năng cảnh báo chống trộm này. Khi các bạn khóa rồi các bạn bấm vào đấy một lần này, nó sẽ bật cái chức năng cảnh báo chống trộm lên. Các bạn nhìn ở cái đồ đèn ổ khóa này nó sẽ có một thêm một cái đèn đỏ nó nhấp nháy. Hay lắm, hiện đại lắm. Đấy các bạn thấy nó nhấp nháy không? Đấy nó cảnh báo cái chức năng chống trộm đang được kích hoạt. Và ví dụ như có ai động vào xe hoặc là dắt xe của các bạn ấy thì nó sẽ kêu lên. Mình ví dụ mình xoay tay lái con này một cái nhá. Đây nhá, chìa khóa mình để nhá, mình không làm gì nhá. Các bạn nhìn này. Đấy các bạn thấy nó hú lên chưa? Ở ngoài này là khá là ồn nên các bạn có thể không nghe rõ, và cái đèn xi nhan này nó sẽ chớp lên liên tục ấy và còi nó hú lên. Đấy thì nó báo động cho là có cái xe có cái tác động vào xe. Đấy. Thế còn cái phím biểu tượng hình cái loa này như mình chia sẻ thì nó là phím tìm xe. Tức là khi các bạn bấm vào thì còi nó sẽ kêu, xi nhan nó sẽ trước sau nó sẽ sáng và đèn ổ khóa cũng sáng nhá. Như mình lúc nãy mình nói đấy. Các bạn nhìn mình bấm thử này. Đấy các bạn thấy nó sáng xanh chưa? Đấy nha, mình bấm nhá, mình bấm lại các bạn nhìn cả đèn xi nhan nhá. Đấy, xi nhan phía sau cũng sáng này, xi nhan phía trước sáng này, để các bạn biết được cái vị trí xe của mình ở đâu thì nó gọi là phím tìm xe. Các bạn thấy chưa? Hay lắm và hiện đại nữa. Chiều cao yên của thằng Honda SH1 này ấy, là nó bảy cao 765mm các bạn ạ. 765mm. Chiều cao yên này cũng khá là khiêm tốn nên các bạn yên tâm khi mà ngồi lên chiếc SH1 thì các bạn cũng rất dễ là chống chân và cũng như là điều khiển xe một cách dễ dàng và thoải mái nhá. Vì là tất cả những cái thông số có động về mặt động cơ hay là thân vỏ khung gầm hay là mặt công nghệ thì nó không có gì thay đổi so với phiên bản 2022. Vì vậy mà cái giá của nó thì cũng xem như vậy thôi. Ở thời điểm hiện tại khoảng giữa tháng 11 năm 2022 nó đang có giá khoảng độ 62 đến 63 triệu cho cái phiên bản tiêu chuẩn trước mặt các bạn này. Đấy còn những cái phiên bản khác sau này nó về nữa thì mình lại tiếp tục cập nhật giá cho các bạn. Cái giá mình báo cho các bạn ấy là chưa bao gồm tiền đăng ký đâu nhé. Và ở sau cái thời điểm mà mình quay video này thì nó có thể lên xuống ít nhiều. Ok, thế thôi. Thì ở trong cái video này mình muốn chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh về những cái màu sắc mới của cái phiên bản SH1 2023 này. Thì như khi mà những cái phiên bản khác về như phiên bản cao cấp hay phiên bản thể thao về thì mình sẽ quay và up lên cho các bạn xem nhé. Các bạn có thêm thông tin gì hay có góp ý nào thì hãy để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Đừng quên ấn một like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau.